Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang nói về trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Một đời võ sư cũng ngoài 40 tuổi rồi, thì chắc công phu cũng phải nhiều. Cách đây ít ngày khi nói về các tranh cãi liên quan tới trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang cho biết, ông đặt sự tin tưởng vào võ sư này. Hỏi kỹ hơn từ đâu đặt niềm tin vào trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, ông Hoàng Vĩnh Giang chia sẻ. Tôi tiếp xúc với anh Kiệt một hai lần thôi. Tôi đến thăm võ đường của anh Kiệt thì thấy đó là võ đường nghiêm túc, có nhiều cơ sở vật chất tốt, võ sinh rất đông, toàn những cháu có trình độ giỏi cả. Một võ đường nhiều học trò, kính trọng yêu quý thầy như thế thì phải có lý do. Bản thân Huỳnh Tuấn Kiệt là một người tôi đánh giá rất cao. Điều tôi đánh giá cao hơn là hiện tại Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chủ trương đưa võ cổ truyền vào học đường, thì môn Nam Hình Đạo đã đưa vào rất thành công ở các trường tại Vĩnh Phúc. Hiện họ cũng đang xúc tiến đưa vào các trường ở phía Nam. Họ phối hợp với Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam hướng dẫn 3 bài quyền cho cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Đó là những việc làm chung của họ. Còn người ta nói tuyên truyền như thế nào về một số công phu lăng công kình thì tôi cũng không biết rõ đâu. Khi tôi tiếp xúc với Huỳnh Tuấn Kiệt thì cậu ấy cũng không biểu diễn công phu đó. Tuy nhiên, khi đó thì có biểu diễn công phu của môn phái rất hay. Chủ tịch Hoàng Vĩnh Giang cho rằng, trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt có nhiều tuyệt kỹ khác. Ngoài công phu gọi là lăng công kình đang bị dư luận hoài nghi, lý do khiến Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tin ông Huỳnh Tuấn Kiệt có nhiều tuyệt kỹ là anh Kiệt bây giờ đã được phong đại võ sư rồi đấy. Các học sinh của anh ấy thể hiện những màn thiết quyền đánh rất đẹp mắt. Cái đó thể hiện có xuất xứ không phải Việt Nam, nhưng đâu ai cấm. Cái gì hay thì mình du nhập, tập luyện. Tiết mục của họ rất đẹp, đẹp lắm ấy chứ không phải đẹp vừa. Điều đó là rất tốt. Khi mà vào võ đường trong Nam Hình Đạo thì thấy rất nhiều mộc nhân, đủ các loại, trên 20 cái mà toàn loại có giá trị. Những người tập Vịnh Xuân ai cũng mong có một cái trong nhà thôi. Nhưng ở đây, cái nào cũng có. Thì chắc là anh Kiệt cũng phải có các bài tập hướng dẫn, có những buổi truyền dạy. Đây là tôi đoán thôi nhá, chứ mới nhiều như thế. Ngoài đánh thiết tuyến thì còn có một số công phu khác nữa. Một đời võ sư cũng ngoài 40 tuổi rồi, thì chắc chắn công phu cũng phải nhiều. Tuy nhiên khi được hỏi về thông tin Nam Hình Đạo có tới 10.000 môn sinh, ông Hoàng Vĩnh Giang cho rằng con số đó không thực sự chuẩn xác. Tôi không nghĩ có đến 10.000 môn sinh. Như karate, taekwondo là những môn thể thao quốc tế. Số lượng người tập luyện dù chưa ai tổng kết, nhưng từ đó nhìn sang thì con số 10.000 của Nam Hình Đạo có chăng là quá nhiều. Tất nhiên họ đã phổ biến những bài quyền, những chương trình tại tỉnh Vĩnh Phúc và một số tỉnh trong Nam. Nam Hình Đạo đã xin được giấy phép để truyền bá võ thuật ở 2-3 tỉnh trong Nam là quá tốt rồi. Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam không có hứng thú và trách nhiệm làm rõ công phu lăng không kình. Về việc dư luận hoài nghi lăng không kình của trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt và phía Nam Hình Đạo đưa ra lời giải đáp chưa thật sự thấu đáo, ông Hoàng Vĩnh Giang khẳng định Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam không có hứng thú và không có trách nhiệm để tìm hiểu về công phu này. Ông cho rằng Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam còn nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn cần triển khai. Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam không có trách nhiệm và không có hứng thú để đi tìm hiểu những điều đó đâu. Có những chương trình thi đấu giải vô địch trẻ, vô địch quốc gia, cúp quốc gia này rồi còn duy trì, không để thất truyền các công phu đặc dị của các môn phái, đặc biệt là các bài quyền cổ, các bài binh khí, các bài đánh đặc dị của dân tộc trong 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Các cụ đấu tranh gìn giữ thì cũng phải có nhiều bài võ để lại chứ. Còn công phu đặc dị của anh Kiệt, tôi không dám nói là có mà cũng không dám nói là không có. Trên thế giới cũng không thiếu các trường hợp đặc dị, như hai đại sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường dùng tam muội chân hỏa để tu luyện tới mức khô kiệt cả đi, còn lại mười mấy cân đã hơn cả trăm năm rồi. Những điều đó thì ai giải thích được? Hoặc vừa rồi đào mộ bên Trung Quốc, thấy ướp xác mà bên trong không có gì thay đổi, như vừa mới chôn. Rồi lại có ông sư mạ vàng, cắt lớp ra thì thấy não, xương cốt gần như mới chôn gần đây. Những điều đó ai hiểu được? Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Trí Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Rất bất ngờ khi nhà nghiên cứu võ thuật Trần Hồng Minh
lại đưa ra quan điểm võ công của môn phái Nam Hành Đạo thực chất có nguồn gốc từ Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Đầu tiên cần phải khẳng định rằng cho đến nay, nguồn gốc của môn phái Nam Hành Đạo vẫn là đề tài gây tranh cãi đối với cộng đồng võ thuật Việt Nam. Theo tài liệu vẫn được nhiều người biết đến, thì Nam Hành Đạo được võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt chính thức khai môn vào năm 1991 tại đình Nam Trơn, Sài Gòn. Sau khi đã khai ngộ được nhiều tuyệt kỹ của môn gia, Nam Hành Đạo được cho là có căn nguyên xuất xứ từ Đông Sơn Quân. Tổ sư của môn phái là Đức Tiền Quân Kiến Xương Quận Công, Nguyễn Huỳnh Đức, một trong ngũ hổ tướng của triều vua Gia Long Nguyễn Ánh. Trong những cổ thư để lại cho con cháu, Kiến Xương Quận Công Nguyễn Huỳnh Đức có để lại một số binh thư, y thư và đạo thư viết tay. Tất cả những cổ thư ấy còn được thế hệ con cháu họ Huỳnh gìn giữ, rồi truyền qua nhiều thế hệ. Trong số những hậu duệ của Nguyễn Huỳnh Đức thì Huỳnh Tuấn Kiệt là một người nổi lên về thiên chất võ thuật nổi bật nhất. Ngoài những bí kíp gia truyền, Huỳnh Tuấn Kiệt hấp thụ tinh hoa của các võ phái khác như Nội gia Thiếu Lâm, Hồng gia La Phù Sơn. Để chính thức lập ra phái Nam Hành Đạo khi ông mới 23 tuổi. Tuy nhiên mới đây, võ sư, nhà giáo, nhà nghiên cứu võ thuật Trịnh Hồng Minh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Võ Cổ truyền Việt Nam, lại nêu ra một quan điểm rất mới khi cho rằng xuất xứ của Nam Hành Đạo có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trước đây 26 năm, thời kỳ võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt lập phái Nam Hành Đạo, khi đó tôi còn ở quân đội và công tác ở khu vực phía Nam đất nước. Do đam mê võ thuật, tôi đã để ý và tìm hiểu nghiên cứu về Nam Hành Đạo và thu thập được khá nhiều thông tin tư liệu về môn phái này. Tháng 10 năm 2008, khi tôi tổ chức hội thảo Nhất Nam, Võ của người Việt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, tôi đã viết bản tham luận nghiên cứu khá toàn diện về toàn cảnh lịch sử võ thuật Việt Nam cho đến lúc đó. Mục đích là để dẫn chiếu nguồn gốc võ thuật Nhất Nam và nói đến sự khác biệt giữa võ ta, tức võ Việt với võ Tàu. Trong nội dung tham luận có đề cập đến các môn công pháp và kỹ pháp của môn phái Nam Hành Đạo, và tôi đã có kết luận rằng Nam Hành Đạo là bắt nguồn và cấu thành từ võ thuật Trung Quốc, chứ không phải võ thuật cổ truyền Việt Nam. Ngày hôm đó đã có khá nhiều lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các võ sư của Hội Võ Thuật Hà Nội, Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam và các nhà chuyên môn nghiên cứu lịch sử, các quan chức quản lý thể dục thể thao của nhà nước tới tham dự. Hẳn còn nhiều người vẫn giữ bản tham luận đó. Sau khi khẳng định Nam Hành Đạo có nguồn gốc từ Trung Quốc, võ sư nhà nghiên cứu Trịnh Hồng Minh đã đánh giá rất cao trình độ chuyên môn của trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Phải nói rằng võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt là một người tài và cũng có dũng khí khi dám khai lập môn phái khi còn rất trẻ. Lại vào đúng thời kỳ tình hình võ thuật nước ta rất sôi động, nhất là ở khu vực phía Nam. Sau bao nhiêu năm bị cấm đoán rồi được tháo xích, cho hoạt động công khai trở lại, nên tình hình hoạt động rất bốc đồng. Thời đó giới võ thuật nước ta không thuần như bây giờ. Các võ sư, võ sĩ lúc bấy giờ hay chê bai nhau, khích bác và thách đấu lẫn nhau. Thời kỳ đó đã xảy ra nhiều cuộc đấu, công khai có, bí mật có, giữa các võ sĩ để tranh hơn thua. Thậm chí có các cuộc họp của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam. Nhiều lão sư thường đập bàn quát tháo, tự coi mình là nhất, coi lớp trẻ chẳng ra gì. Thời đó môn phái Nhất Nam cũng phải trải qua rất nhiều thị phi, vì trưởng môn còn quá trẻ, môn võ còn mới lạ, nên dễ bị coi thường. Khi đó lớp học trò lứa đầu của tôi, thậm chí cả đại sư phụ, võ sư Ngô Xuân Bình, cũng phải từng tham gia nhiều cuộc đấu, dĩ nhiên là sát phạt hơn những trận đấu của võ sư Forest đã đấu rất nhiều. Rất nhiều trận đấu đã đổ máu, có những trận đấu mà tiếng còng chưa dứt thì đối thủ đã tóe máu mặt rồi. Đó cũng là lý do mà sau này các đại sư phụ cấm tiệt chuyện tư đấu giữa các môn sinh. Nhà nghiên cứu Trịnh Hồng Minh còn đưa ra quan điểm, võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt trụ vững môn phái trong làng võ miền Nam từ đó đến nay đã 26 năm, nên hẳn không phải loại người tầm thường và dễ trêu chọc. Hiện tại Nam Hành Đạo là môn phái lớn nhất ở khu vực phía Nam với khoảng 10.000 môn sinh. Suốt những ngày qua, võ sư Vịnh Xuân phái Nam Anh, người Canada Pierre-François Forest liên tiếp có hành động khiêu khích trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Tuy nhiên đến nay, người đứng đầu môn phái Nam Hành Đạo vẫn từ chối lời thách đấu. Nếu thấy video thú vị,
Hãy like.